Hello, xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Iron Beauty. Rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt ở khu kỹ thuật của DK Iron tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và như mọi người có thể thấy thì hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày mà DK đã dành tặng cho tất cả các chị em cái chương trình lớn nhất để đón cái mùa hè này thật là rực rỡ này. Đó là những cái combo làm đẹp rất là hấp dẫn, đặc biệt là với chương trình môi thì dịch vụ phun môi phủ xương 3D ở tại DK thì đó là giảm 35% dịch vụ phun môi phủ xương 3D. Và ngoài ra thì nếu như mà chị em này thanh toán 100% hóa đơn dịch vụ thì chúng ta đã được giảm thêm 5% nữa là 40% mọi người nhá. Nhất là những cái chị em mà có những cặp môi thâm này, môi xỉn này, đó thì các chị em hãy nhanh tay đăng ký ngay ngày hôm nay. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình rất là hấp dẫn dành cho những công nghệ, những cái dịch vụ khác, đó là giảm 30% hair shock đó, và laser phun mí đó, và 15% cho chương trình trị nám nhé mọi người nhé. Và như mọi người có thể thấy thì các chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện những cái ca phun môi và phun mí cho tất cả các chị em mà đã đăng ký chương trình lần này. Vâng ạ, và nếu không biết là các chị em có câu hỏi gì không ạ, mọi người có thể để lại câu hỏi ở dưới livestream này nhá, thì tôi sẽ giải đáp hoặc là tôi sẽ nhờ chuyên gia để giải đáp cho tất cả các chị em. Em mời chị Hồng ạ. Em mời chị Hồng ạ. Vâng, và hiện giờ thì đây ạ, chúng ta sẽ quay cận một cảnh phun. Vâng, xin chào chị Hoàng Quyên. Chị Hoàng Quyên thì đang thực hiện một ca phun môi phủ xương 3D đó, cho một chị khách hàng. Như mọi người có thể thấy thì với cái tay nghề, nếu như mà các chị em thường xuyên theo dõi DK ở trên fanpage hoặc là đã từng trải nghiệm dịch vụ ở tại DK, hoặc có người thân của chúng ta đã từng trải nghiệm, thì chúng ta cũng đều biết được là đội ngũ chuyên gia của DK thì tại chuyên gia thì chúng tôi không có chuyên viên và không có nhân viên, mà tất cả những cái người mà thực hiện trực tiếp những cái dịch vụ cho tất cả các chị em thì đều là những cái chuyên gia mà có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đó. Và với những cái công nghệ làm đẹp tự nhiên ở tại DK thì chuyên gia của chúng tôi thì chỉ thực hiện là rất là nhẹ nhàng, và đó là những cái công nghệ mà vi chạm châu Âu đó, cho nên là sẽ giảm thiểu tối đa cái độ sưng nề cho tất cả các chị em. Vâng, và nếu như mà các chị em đã từng trải nghiệm rồi thì sẽ thấy là làm đẹp ở tại DK nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái gì mà các chị em lo lắng và suy nghĩ trước đây. Vâng, và ngày hôm nay thì là ngày đầu tiên mà chạy chương trình, như tôi vừa mới giới thiệu với tất cả các chị em thì chuyên gia của DK thì có thể là ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng là bận rộn với tất cả các chuyên gia của chúng tôi. Và nếu như mà các chị em có bất kỳ câu hỏi gì thì có thể để lại ở dưới livestream, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp qua hotline để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đã được áp dụng ở tại DK mọi người nhé. Và vì là ngày chương trình cho nên là có vẻ như là các chị em đã chờ đợi cái chương trình này từ rất là lâu rồi, cho nên là khi mà chúng tôi thông báo public cái chương trình này thì đã có rất nhiều chị em gửi tin nhắn về và đăng ký và đặt lịch ngay đó. Vâng ạ, và nếu như mà các chị em này, nhất là những cái chị em nào mà có môi thâm, môi xỉn màu khiến chị em mất tự tin, nhất là mùa hè đến rồi, chúng ta có thể là đi biển hoặc là đi chơi ở đấy để tránh cái trường hợp mà xuống dưới biển rồi lên thì trông rất là nhợt nhạt, thì các chị em hãy nhanh tay đăng ký để có thể có cơ hội sở hữu một cái đôi môi thật là tươi mới, thật là tự nhiên với cái giá ưu đãi hấp dẫn ở tại DK mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.